Xin chào các bạn, đây là một cái video mà mình không làm PowerPoint nên là mình sẽ đổi cái mũ này cho nó ngầu một chút. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với nhau cái bài đầu tiên của cái loạt bài sức mạnh kiến thức này. Thì mình đã nói trong video giới thiệu rồi, nhắc qua về một người mà mình nghĩ là chúng ta sẽ dùng làm gương. Chúng mình sẽ dùng làm gương, đó là ông Donald Trump, đúng không ạ? Khi mình đổi mũi chai này, mình sẽ nhớ về một nhân vật, đó là ông Donald Trump. Ông Donald Trump dù là 70 tuổi nhưng ông vẫn có một cái tâm hồn rất là tuyệt vời. Ông vẫn có tâm hồn rất là tích cực. Ông vẫn đi thi chương trình Got Talent, thi tài năng. Ông vẫn hát bài Uptown Funk Kid. Còn là trong cuộc sống thường nhật của ông hay ăn mặc rất là thể thao và đội một cái mũ lưỡi chai này để cảm giác mình. Người ta nói một câu đó là khi ông Obama ngoài 50 tuổi đã kết thúc sự nghiệp của mình, đã về hưu, đã thỏa mãn. Nhưng mà còn ông Donald Trump ấy, thì 70 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp của mình, bắt đầu sự nghiệp làm tổng thống của mình. Thì đấy là một sự khác biệt. Sự khác biệt đó là mỗi người một cái suy nghĩ, mỗi người một cái tư tưởng, một cách khác nhau. Nhưng mà khi các bạn đã bấm vào cái video này để xem thì có nghĩa là các bạn đã rất là khao khát thành công, khao khát giàu có, khao khát hạnh phúc, khao khát viên mãn, khao khát một cuộc đời tốt đẹp hơn. Đúng không ạ? Thì sức mạnh kiến thức là một điều tuyệt vời và nó có cái tầm quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời các bạn. Và nếu như các bạn không sử dụng nó thì nó vẫn hoạt động. Đấy, mình nói các bạn này, sức mạnh kiến thức ấy, nó hoạt động với cái điều xấu thì sẽ mang đến cho cuộc đời của bạn toàn những điều xấu thôi. Và điều này vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng mà nếu như nó hoạt động với những điều tốt, bạn cài cho những điều tốt, bạn đưa vào nó những điều tốt, bạn bắt nó hoạt động quỹ đạo tốt, thì nó sẽ mang đến cuộc đời của bạn toàn những điều tốt đẹp, hạnh phúc và vui vẻ thôi. Đây là điều khác biệt. Cho nên các bạn biết là sức mạnh kiến thức nó tự nhiên, sức mạnh kiến thức nó tự động, nó hoạt động, nó không lệ thuộc vào bất cứ điều gì. Dù các bạn không vận dụng nó, không vận hành, không sai cái nó vẫn hoạt động. Cho nên đôi khi chúng ta cứ để nó tự nhiên như vậy và vô tình cài cắm vào nó những cái điều không tốt. Và lúc chúng ta cứ than vãn mãi, tại sao điều không tốt nó xảy đến tôi, tại sao điều không tốt nó xảy đến tôi, người khác xảy đến tôi, vấn đề xảy đến tôi. Đấy là tại vì các bạn cài cắm vào, các bạn hay than vãn, hay phản nàn, hay oán trách, hay nghĩ là mình không tốt, mình không giỏi, mình không sinh ra trong gia đình như thế này, mình không học được đến kia, mình. Các bạn nghĩ tiêu cực thì điều tiêu cực sẽ đến bạn, và những điều không vui thì điều không vui sẽ đến bạn. Bạn đưa ra quyết định, bạn đưa ra sự lựa chọn, bạn đưa ra tiêu chuẩn thì những tiêu chuẩn nó sẽ đến với bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với nhau học cái bài đầu tiên này để cai trị sức mạnh kiến thức. Để sức mạnh kiến thức khi nó vận hành trong quỹ đạo của nó, chúng ta đưa vào nó những điều tốt và nó mang lại cho chúng ta những điều tốt. Sức mạnh kiến thức có một khả năng đó là biến điều không thành có, biến điều không thành có, biến điều không thể thành có thể, không thể thành có thể, biến một người nghèo trở thành một người giàu, biến không thành có, biến một người dốt nát trở thành một người thông minh, có thể khiến một ngọn núi tự nó rời mình lấp biển. Ok, các bạn, sức mạnh của kiến thức như vậy thì là tầm vô cùng quan trọng, nên là các bạn phải cố gắng huấn luyện cái kiến thức của mình, đặc biệt là với trẻ em, đặc biệt là những người còn trẻ thì các bạn phải huấn luyện cái kiến thức của mình. Thì bài đầu tiên mình sẽ nói về các bạn phải làm như thế nào. Thì cái chuỗi CD này chủ yếu để trả lời câu hỏi là bạn phải làm gì, phải làm thế nào, phải làm các bước như thế nào, sao để có thể đạt được sức mạnh kiến thức. Thì trong bài đầu tiên này chúng ta sẽ bắt đầu với nhau. Ok, bài 1, cái video này mình muốn nói với các bạn đó là việc đầu tiên các bạn phải làm, các bạn đừng đó là vẽ ra bức tranh của bạn. Các bạn đừng nghĩ nhiều quá, đừng nghĩ là nó khó quá, đừng phức tạp hóa mọi vấn đề, đừng ấy thôi. Mà các bạn bây giờ các bạn relax, thoải mái cuộc đời các bạn, thoải mái con người các bạn. Ok, khi các bạn thoải mái rồi đấy thì các bạn viết cho mình bức tranh của cuộc đời bạn, viết ra bức tranh của cuộc đời bạn. Nó sẽ trong đó sẽ có bạn trong tương lai, ngôi nhà bạn ở, những người bạn của bạn, cuộc đời của bạn, niềm vui của bạn, số tiền của bạn,
bức tranh đó, bạn vẽ cho mình bức tranh đó, bức tranh của đời bạn. Bây giờ bạn hãy vẽ rằng, bạn hãy vẽ ra năm, ví dụ như năm nay Lộc 26 tuổi, 27 tuổi, mình sẽ vẽ ra 30 tuổi mình là ai, mình sẽ vẽ ra 35 tuổi mình là ai, vẽ ra 40 tuổi mình là ai, vẽ ra 50 tuổi mình là ai. Đó, các bạn vẽ đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ bức tranh này trên cuộc đời của mình, đúng không? Vẽ bức tranh và các bạn suy nghĩ để vẽ. Mình sẽ đặt ra, mình sẽ đọc cho các bạn cái bức vẽ của mình nhá. Mình có bức vẽ này, mình có bức vẽ là năm 35 tuổi, năm 35 tuổi mình sẽ trở thành một người hạnh phúc, hạnh phúc, có vợ và con này, có vợ và có con. Đây là mình sẽ cài cho tiềm thức của mình. Mình cứ vẽ như vậy đi, mình cứ vẽ như vậy đi nha các bạn nhé. Cảm giác đi rồi thì mình cứ vẽ như vậy, có vợ con, có hạnh phúc, mình cứ vẽ như vậy đấy. Mình sẽ có tài sản tính bằng tỷ đô, tức là mình sẽ trở thành tỷ phú, mình sẽ trở thành tỷ phú. Mình cứ vẽ như vậy đi, cứ điên rồi vậy đi các bạn nhá. Không sao cả, các bạn hiểu này. Tha rằng để người khác gọi bạn là điên rồ, nhưng bạn có tất cả những điều gì mà họ mong muốn, còn hơn các người khác khen bạn là tỉnh táo, là tốt đẹp, là bình thường, nhưng mà thực ra bạn chả có được cái gì, bạn giống họ và bạn nghèo giống họ, dở. Bây giờ mình nghĩ như vậy, mình sẽ là 35 tuổi, mình sẽ là tỷ phú, mình sẽ tự do tài chính, mình có vợ con hạnh phúc, tạm thời như vậy. Đấy, mình có sức khỏe tốt, khỏe mạnh, mình có sự khỏe mạnh và mình là người vui vẻ. Đấy, mình là người vui vẻ, mình cho mình những cái tính từ rất là tuyệt vời này: hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh. Đấy, tỷ phú là giàu có, hạnh phúc, vui vẻ, vui vẻ dễ, vui vẻ hạnh phúc. Đấy, có vợ con. Đấy, bây giờ mình sẽ vẽ làm cái mục tiêu thứ năm, mục tiêu nữa, mục tiêu nữa là 35 tuổi mình sẽ năm 35 tuổi mình sẽ có danh vọng, mình sẽ có địa vị xã hội, mình sẽ có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Mình sẽ vẽ 35 tuổi mình sẽ có tầm ảnh hưởng, ảnh hưởng từ Việt Nam, mình sẽ có tầm ảnh hưởng Việt Nam. Đấy, mình sẽ có tầm ảnh hưởng Việt Nam. Mình cứ làm như vậy đi, đúng không? Đây là 35 tuổi của mình đọc lại cho các bạn nhé. Thứ nhất là mình sẽ hạnh phúc. Hạnh phúc là mình có vợ, có con, có mẹ, có sữa. Đấy, thì hạnh phúc này được thể hiện bằng việc là mình sẽ trở thành một người tỷ phú, sẽ tự do tài chính. Ở đây mình sẽ nên có một con số đi. Mình sẽ có con số đây, mình sẽ có con số đây, mình sẽ tính bằng 100 tỷ. Mình cứ điên rồ như vậy đi các bạn ạ. Mình sẽ cứ điên rồ như vậy đi, đọc lại các bạn nhá. Ok. Tỷ phú mình sẽ có 100 tỷ hoặc là tính bằng triệu đô nha. Mình sẽ tính 100 tỷ Việt đi, con số cụ thể 35 tuổi nha, rõ ràng đấy. Như vậy mình sẽ khỏe mạnh. Khỏe mạnh ở đây là khỏe mạnh trong cái mức độ là sức khỏe tốt nhất, sung mãn nhất, tốt nhất và sung mãn nhất, đúng không ạ? Tốt nhất sung mãn nhất đấy. Tất cả sức khỏe, không có bệnh tật gì cả, sức khỏe. Đấy. Và thứ hai là mình sẽ là người vui vẻ. Vui vẻ thì tức là người năng lượng đấy, mình là người vui vẻ và năng lượng và mang cái sự vui vẻ, mang cái năng lượng, mang niềm vui cho người khác, mang cái sức sống cho người khác. Đấy là cái điều mà mình đấy. Và cuối cùng là mình có tầm ảnh hưởng trên toàn đất nước. Ok, bây giờ là đáng nhẽ là mình muốn là mình tầm ảnh hưởng trên toàn thế giới cơ, nhưng mình nghĩ là mình sẽ để cái đấy, mình sẽ để tầm ảnh hưởng nó trên thế giới là tuổi 40 tuổi. Tuổi 40 mình sẽ là tầm ảnh hưởng thế giới. Ok, đây là mình đang thực hành với các bạn đâu. Thực hành các bạn thôi. Và cũng sẽ là cái mục tiêu sống của mình trong những năm tiếp theo luôn. Ok, thì mình sẽ đọc lại cái năm 35 tuổi nhá. 35 tuổi là mình hạnh phúc, có vợ, có con này, đầy đủ này. Đấy, mình sẽ trở thành tỷ phú này, sẽ có tài sản 100 tỷ này. Đấy, tự do tài chính này, mình khỏe mạnh này, sung mãn này. Khỏe mạnh, sung mãn, sức khỏe tốt nhất, lúc nào cũng nào cho mình tốt nhất. Và mình là vui vẻ, mang đến niềm vui vẻ, mang nguồn năng lượng, mang sức sống cho người khác. Rồi cuối cùng là mình có tầm ảnh hưởng trên đất nước. Tầm ảnh hưởng trên đất nước. Yeah, ok, đây là 35 tuổi của mình. Và mình đã vẽ xong. Rồi sau đó mình sẽ vẽ 40, 50, 60, 70. Đúng không ạ?
Mình không biết là mình sống đến bao giờ mình chết, nhưng mà cứ vẽ đi. Ok. Ok. Nếu như mà mình muốn bao giờ mình chết thì mình sẽ vẽ là mình sẽ dự định luôn là mình xin Chúa luôn là 75 tuổi hay là 80 tuổi mình chết thì ạ, mình xin Chúa. Nhưng mà Lộc đang muốn là Lộc sẽ xin Chúa là Lộc sẽ qua đời vào năm 90 tuổi. Mà không biết là sống lâu như vậy thì có giúp ích gì không? Mà mình sẽ xin Chúa là sẽ cho con giúp ích được thế giới này khi con sống một lần như vậy. Ok, thì chúng ta thì hiện tại thì Lộc sẽ vẽ 35 tuổi thôi, và bức tranh của cuộc đời, bức tranh cuộc đời của mình sẽ là từ mốc bây giờ 27 tuổi. Mình vẽ bức tranh này là 27 tuổi mình vẽ, thì đến năm 35 tuổi nó còn 7 năm nữa, 8 năm nữa đi, 8 năm nữa, 7, gọi 7, khoảng tầm 7 đến 8 năm nữa. Thì trong khoảng thời gian từ năm 27 tuổi đến năm 35 tuổi bạn phải làm những gì, bạn phải vẽ những gì tiếp theo. Thì bây giờ các bạn cũng vẽ đi, ví dụ các bạn bây giờ đang 40 rồi, các bạn vẽ cho 4 năm hay vẽ cho 50 đi. Các bạn nên vẽ khoảng thời gian là 5 đến 10 năm, 5 đến 10 năm khoảng thời gian như vậy để có một cái bức tranh cuộc đời các bạn, để sử dụng sức mạnh thần thức hay là nó còn gọi là NLP đấy, để cài đặt nhá. Các bạn vẽ cho mình thì sau đó các bạn vẽ được cái tổng quát của từ 5 đến 7 năm rồi, thì cái bức tranh đó, cái bức tranh cuộc đời bạn mà các bạn vừa vẽ xong, như là vẽ xong đây, hạnh phúc này, tự do tài chính này, khỏe mạnh này, năng lượng mạng, là người mang năng lượng cho người khác và người có tầm ảnh hưởng này. Đấy, thì mình vẽ ra như vậy. Thì cái này nó gọi là bức tranh cuộc đời, và nó cũng gọi là mục tiêu dài hạn. Nó cũng gọi là mục tiêu dài hạn. Các bạn nhé, mục tiêu dài hạn. Đôi khi các bạn nghĩ là ôi giời, ông vẽ những cái này nó điên rồ thế, thì mà làm gì 100 tỷ mà đi cướp ngân hàng. Lộc nói bạn không phải cướp ngân hàng đâu, rồi bạn sẽ có thôi. Ok nhá. Điên rồ thà rằng nhá, làm cái điên rồ mà giàu có còn hơn làm một người tỉnh táo mà chẳng có gì. Ok, các bạn hiểu không ạ? Cố đi. Các bạn hiểu cái điều mình nói không? Các bạn phải thay đổi tư duy đi, các bạn mới giàu được, mới thành công được. Các bạn đừng nghĩ tiêu cực, đừng nghĩ là phải đi cướp ngân hàng. Các bạn nghĩ là mình vừa nói các bạn, nếu các bạn đã nghĩ đi cướp ngân hàng rồi thì cái tiềm thức các bạn sẽ không giờ giàu được, tiềm thức các bạn sẽ không giờ có được số tiền lớn được. Hiểu không ạ? Vì các bạn toàn muốn làm điều không thể các bạn không phải làm nó, mà điều không thể đó là sức mạnh tiềm thức làm nó. Cái việc rời núi đắp biển các bạn không phải làm, mà tự ngọn núi sẽ làm điều đó. Ok nha, các bạn hiểu điều Chúa dạy chưa, điều Chúa sự dạy chưa? Ok nha, đây mình sẽ nói các bạn là đây là mục tiêu dài hạn, đây là mục tiêu dài hạn. Thì để đạt được mục tiêu dài hạn thì các bạn phải có những mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu ngắn hạn thì bạn đang có, ví dụ như mình đây là 27 tuổi và mẹ mục tiêu cho năm 35 tuổi, tức là 7 năm. Thì để đạt được mục tiêu này trong vòng 7 năm thì mình sẽ chia ra mức 3 năm. Mình sẽ chia ra mức 3 năm. Tức là từ là mà có một lúc đến năm 30 tuổi. 30 tuổi mình sẽ phải có ít nhất là một nửa những gì mình đang có dưới này. Đang có ở mình đang ghi đây, ít nhất là năm 30 tuổi. Ví dụ năm 30 tuổi mình sẽ kết hôn, hoặc là kết hôn trước đó, kết hôn trước năm 30 tuổi, kết hôn là có con. Đấy, kết hôn hoặc là có con. Thế mình sẽ, nhưng mà mình sẽ cứ viết là kết hôn đi. Vì mình bây giờ chưa có kết hôn mà. Cho kết hôn thì mình sẽ viết kết hôn trước là có con xong. Tiếp theo là mình sẽ thành 100 tỷ đúng không? Mình sẽ chia đôi, mình sẽ có một nửa 100 tỷ, mình có sẽ có một nửa của 100 tỷ, đó là 5.000 tỷ đúng không? Mình sẽ viết 5.000 đi, mình sẽ viết 5.000 tỷ. Các bạn cứ viết đi, không ai đánh thuế ước mơ đâu, các bạn hiểu nhá. 100 tỷ thì một nửa của 100 tỷ là 50.000 tỷ, các bạn sẽ có là 50.000 tỷ. 50.000 tỷ nhá. Các bạn cứ viết đi. Ôi giời ơi, ông nào cũng viết 50.000 tỷ thì các bạn cứ viết ra đi. Không biết được Chúa muốn cho bạn điều gì đâu. Các bạn cứ viết ra đi. Bạn không biết được là Chúa muốn cho bạn điều gì đâu. Nên vì nếu bạn là không dám viết 50.000 tỷ đấy, các bạn viết ít hơn, không sao cả. Nhưng mà đối với Lộc tham vọng rất lớn, Lộc muốn là Chúa sẽ ban cho mình 50.000 tỷ. Nhá, các bạn cứ viết đi, các bạn sẽ thấy là mình hơi điên rồi, không sao cả. Nhá, không sao cả. Điên mà có mọi thứ còn hơn là những cái Albert Einstein nói rồi, tôi không biết là tôi điên hay người khác điên, ta không biết được đâu nhá. Không ai đánh thuế ước mơ các bạn, không ai đánh thuế nó. Tại sao các bạn không mơ lớn? Đã mất công mơ, tại sao không mơ lớn nhá? Ok, chúng ta sẽ có như vậy. Sức khỏe đấy vẫn phải tốt rồi, sức khỏe vẫn phải tốt. 53 tuổi sức khỏe vẫn phải tốt đúng không ạ? Muốn 53 tuổi tốt thì sức khỏe 50 phải tốt đúng không ạ? Sức khỏe vẫn năm sức khỏe tốt
sức khỏe. Năm 30 vẫn phải là khỏe mạnh. Đấy. Năm 30 vẫn phải là phải có năng lượng, phải đầy năng lượng, đầy năng lượng. Đúng không? Đầy năng lượng và đầy tràn năng lượng luôn. Đấy. Năm 35 tuổi mới về mang ảnh hưởng, mang năng lượng người khác được, đúng không? Tầm ảnh hưởng Việt Nam thì năm 30 tuổi ít nhất là tôi phải ảnh hưởng được một nửa đất nước Việt Nam đã, thì tôi sẽ ảnh hưởng miền Bắc Việt Nam, miền Bắc. Hay là tôi sẽ ảnh hưởng hay tôi sẽ ảnh hưởng toàn một nửa Việt Nam đi, tôi cứ biết là một nửa Việt Nam, một nửa Việt Nam. Sao đâu mà ước mơ không sao ạ? Ok, đây là thực hành kiến thức. Thì năm 30 tuổi thì giờ các bạn sẽ lùi lại năm 30 tuổi, thì năm 27 tuổi là mình đang sống đi rồi, đúng không ạ? Năm 28 và 29, năm 28 và 29 tuổi thì chắc tức là sang năm và năm nay và năm sau. Thì năm nay thì mình đã có mục tiêu của mình rồi. Năm nay cái mục tiêu là từ bây giờ đến cuối năm là mình sẽ có 200 triệu. 200 triệu Việt Nam thôi, từ đến cuối năm, tức là năm nay là 27 tuổi. Mình cuối năm nay có 200 triệu. Đấy. Và cuối năm nay là mình sẽ có người yêu. Đấy, mình đã phải có người yêu. Có người yêu. Mình đã xác định rồi. Đấy, mình xác định ở đây là mục tiêu 6 tháng cuối năm của mình. 6 tháng cuối năm là có 200 triệu, có người yêu, sức khỏe tốt hơn một chút, sức khỏe bây giờ mình khỏe hơn một chút, khỏe hơn bây giờ một chút. Mình bây giờ sức khỏe cũng đang rất là bình thường, khá khỏe. Đấy. Nhưng mà mình vẫn khỏe mạnh hơn một chút, mình muốn khỏe mạnh hơn. Đấy là 6 tháng cuối năm mình khỏe mạnh hơn. Đấy. Và mình muốn năng lượng hơn một chút. Hiện tại mình cũng khá là năng lượng rồi, nhưng đôi khi vẫn còn tiêu cực, vẫn còn buồn, vẫn còn cô đơn, vẫn còn nhiều cái lấn cấn, thì giờ mình là năng lượng tốt, mình thấy năng lượng tốt. Ok, và mình bắt đầu gây dựng sự ảnh hưởng. Năm 27 tuổi mình bắt đầu gây dựng sự ảnh hưởng. Hết cỡ có thể. Hết cỡ bản thân mình. Ok, chốc nữa mình sẽ chép ra một cái chỗ khác và mình treo lên để mình có thể nhìn thấy được. Hết cỡ bản thân. Ok, từ dần cuối năm mình sẽ làm điều này. Và năm 28 tuổi mình sẽ 28 tuổi thì 6 tháng đầu năm thì mình sẽ làm cái gì? 1 tháng mình sẽ làm cái gì? Ví dụ năm 28 tuổi thì mình đã xác định là mình đã viết rồi. Mình viết là 28 tuổi thì mình sẽ có 1 tỷ. Mình sẽ nhân từ 200 triệu lên 1 tỷ. Mình sẽ kiếm được ra 1 tỷ trong vòng 1 năm. Trong năm 28 tuổi ấy, thì 6 tháng đầu năm mình sẽ kiếm ra 1 tỷ. 6 tháng tiếp theo mình sẽ kiếm ra 5 tỷ. Nên năm 28 tuổi, năm 30 tuổi, năm 29 tuổi thì mình sẽ nhân 5 tỷ thành 15 tỷ trong 6 tháng đầu năm. Và sau đó nhân 15 tỷ đến 50 tỷ trong cuối năm. Đấy là mình ước mơ như vậy, viết như vậy. Và mình đang làm cái video khá là điên rồ cho các bạn. Điên rồ cho các bạn. Không ai sẽ dạy sức mạnh kiến thức như Lộc, đúng không ạ? Nhưng mà Lộc là con người như thế, là con người khát vọng lớn, mơ lớn, chí lớn. Đấy, thì Lộc cứ làm như vậy. Còn các bạn thì xem cái video này mà các bạn không chịu được cái độ điên rồ của mình ấy, không chịu được cái độ điên rồ của Lộc, thì các bạn cứ được bớt đi nếu các bạn muốn. Nhưng mà tốt nhất ấy, thì các bạn phải đánh giá bản thân các bạn đang ở mức độ nào. Đừng có mơ hão, đừng có huyền vông, đừng hão huyền là được. Đừng mơ hão hão huyền không, thì có những điều nó hão huyền và huyền vông thật. Ví dụ như là đối với Lộc thì từ gần cuối năm kiếm ra 200 triệu thì đó là một thử thách chứ không phải huyền vông, nó đều có thể làm được. Thì mình đang viết một cái 6 tháng bây giờ đấy, là chúng ta cứ vẽ một cái tổng quan cụ thể đi, có điều đó đi. Vì cái khoảng thời gian mà chúng ta vẽ bức tranh cuộc đời nó là tận 5 đến 10 năm sau cơ mà, nó khá là rộng. Đôi khi chúng ta không biết là một năm xảy ra cái gì, đúng không? Chưa biết được là cái gì, nên chúng ta vẽ 6 tháng cũng là còn rộng rồi. 6 tháng là rộng, 1 năm 1 6 tháng là rộng. Cho nên các bạn này, mình muốn các bạn viết ra bức tranh, viết ra cái mục tiêu ngắn hạn hơn, mà mục tiêu của 1 tháng mà. Mục tiêu của 1 tháng mình luôn đặt mục tiêu một tháng, mình luôn đặt mục tiêu một tháng. Ví dụ một tháng này là mình phải tạo được mối quan hệ với một người này, mình phải làm xong cái bộ giáo trình này, mình phải chiến đấu một ngày, mình sản xuất bao nhiêu, mình làm bao nhiêu việc này việc kia, mình sản xuất, mình đề ra trong khoảng một tháng. Một tháng thì bạn sẽ tính được ra làm một ngày, bạn làm cái gì, cứ làm cái gì mình thế thôi. Đấy, mình làm từng ngày một tháng mình kiếm bao nhiêu tiền một ngày, phải làm gì rất đơn giản thôi. Ví dụ như 6 tháng bạn, ví dụ như mình giờ mình đưa ra 6 tháng mình kiếm 200 triệu
thì tương tự là 6 tháng mà kiếm 20 triệu thì tương tự là mỗi một tháng mà kiếm ra khoảng tầm 35 triệu, 35 triệu một tháng hoặc là 40 triệu một tháng. Thì đồng nghĩa với một ngày thì các bạn phải kiếm từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi hoặc 2 triệu. Đấy là đồng một ngày, đúng không ạ? Thì cho nên là để các bạn đã vẽ ra cái con số cụ thể rồi, cái mục tiêu rồi, các bạn sẽ chạy theo điều đó. Bạn phải làm gì để cho tôi làm được điều đó? Ví dụ các bạn vẽ 6 tháng kiếm 200 triệu nhưng bây giờ chỉ còn 5 tháng thôi. Nhưng mà 5 tháng các bạn mới kiếm được 10 triệu thì còn 190 triệu kia đâu? Vẫn là nằm trong cái 5 tháng còn lại. 5 tháng còn lại nên các bạn phải thay đổi kế hoạch này, tiếp tục vẽ ra các cái mục tiêu ngắn hạn tiếp theo. Tăng tốc hơn đúng không ạ? Đôi khi ấy, chúng ta đừng đánh giá kết quả của ngắn hạn, đừng đánh giá kết quả của một vài ngày hay một vài tháng, xong coi kết quả đó sẽ là kết quả của cả một quãng thời gian vài năm hay là một thập niên. Ok, các bạn hiểu không nhỉ? Các bạn cứ ước mơ đi, ước mơ hết sức điên rồ có thể, hết sức các bạn có thể. Đôi khi ước mơ ấy nó chi phối thực tế, thì khi mà các bạn thấy nè, tại sao trước đây mình không ước mơ lớn hơn, đúng không? Các bạn sẽ hối tiếc vì các bạn không mơ lớn đấy. Nên là các bạn phải hiểu được điều này. Thì đây là cái video hướng dẫn các bạn vẽ ra bức tranh tương tự của các bạn, đó là các bạn vẽ cho mình một thập niên là 10 năm, từ 5 đến 10 năm đấy, tùy các bạn ước mơ đến đâu, sức tưởng tượng các bạn được đến đâu, độ điên rồ các bạn đến đâu. Bạn vẽ cho mình 5 đến 10 năm, sau đó các bạn vẽ từng năm một, hoặc là 2 năm 1, hoặc là 5 năm 1, hoặc 3 năm 1 các bạn vẽ cho mình. Sau đó các bạn vẽ cho mình là 6 tháng 1, rồi là 3 tháng 1, rồi 1 tháng 1. Thì các bạn sẽ tưởng tượng ra từng ngày một các bạn phải làm cái gì, từng ngày một các bạn phải làm cái gì, thì các bạn sẽ tưởng tượng ra thôi. Thì từ vài hàng sau mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn loại bỏ những điều ngăn cản bạn đến với thành công, ngăn cản bạn đến với cái bức tranh của đời mình. Bài học sau sẽ là bài loại bỏ điều đó, thì đó sẽ là bài học rất là tuyệt vời. Và các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh để hoặc là bấm theo dõi, bấm nút chuông hay là chờ đợi để có thể đón nhận và trở lại được cái bí quyết bí mật để bứt phá thành công nhé, để loại bỏ những điều rào cản. Và các bạn thấy cái video này hay thì chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Rồi cuối cùng là mình cảm ơn các bạn, nếu các bạn còn thắc mắc gì thì comment trong video này, nếu có thể được hãy đặt nút like cho video này. Và các bạn có một cái đóng góp gì thì hãy đóng góp, mình cũng rất là khao khát và háo hức được học từ các bạn nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mình chờ đợi những điều tốt đẹp đến với bạn, đến với mình và đến với bạn, cũng như đến với cái khoa học này. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.